Phạm Hiếu bán đất vườn Long An xin chào tất cả các anh chị em cô chú nha. Đây là miếng đất mặt tiền ngang 25,84, dài 117,5, tổng diện tích là 2.789,8 m, trong sổ hồng đất trồng cây hàng năm khác tại ấp 3 xã Thành Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đất này là đường đan nha anh em. Đó, đất này là cách đường xe ba gác, cách đường nhựa tỉnh lộ 816 khoảng 120 m nha anh em, và cách đường N2 cũng khoảng 120 m gốc nha. Gốc cái view gốc ở anh em, ở đứng đây anh em thấy nhà cửa không, ở ngoài rất là xe cộ, rất là đầy không anh em thấy không? Đó, anh em thấy mình zoom màn hình không, xe cộ chạy qua chạy lại ở ngoài kia đó, anh em thấy không, chạy qua chạy lại nồm nộp gì đó nha. Đó thì miếng đất này chủ đang kêu bán với giá 1 tỷ 50 triệu. Đó anh em thấy không, thì cái đường đan này anh em thấy mặt tiền 25m84, chiều sâu vô là 117,5, tổng diện tích là 2.789,8 m, đất trồng cây hàng năm khác, được xây nhà vườn, cách đường tỉnh lộ 816, cái đầu đường á, cái đầu đường ngã tư của tỉnh lộ 816 và Thạnh Lợi N2 đó, và vô miếng đất chỉ có 100 m thôi. Đất hiện trạng là đường đan nghe các anh chị em, điện nước đầy đủ luôn, và chợ búa, ủy ban nhân dân, trường học cách đây khoảng chừng maximum lắm 500 m, và đặc biệt là cái view anh em, cái view góc ngã tư, chủ đang kêu bán mà 1 tỷ 50 triệu, còn thương lượng nhẹ cho anh em giá ngọt, và mời anh em theo dõi nha. Bây giờ anh em theo cái video của Phạm Hiếu chạy ra rất là răng, chạy ra rất là răng. Em thấy không? Đấy là đường 816 rồi nè. Đây nè anh em thấy không? 816, góc này là hướng về Bình Hòa Nam nè. Và bây giờ mình đi nha anh em, test đi nha. Anh em thấy cái góc chưa? View góc cho anh em thấy. Cái góc này là cái góc đường 816. Đó, anh em thấy không? Bây giờ mình quay cho anh em thấy được là rất là đẹp. Và đây, đây mình sẽ ngừng lại đây. Mình sẽ ngừng lại đây và mình sẽ quay cho anh em thấy. Đây là cái view nè, cái view của N2 nè. Và hướng bên thẳng bên đó là 816 cái quốc lộ 1A. Và đây là N2 về Đức Hòa, chỉ có 2 cây số đó thôi. Rất là đẹp nha anh em, giá 1 tỷ 50 triệu về miếng đất mình. Rất là đã anh em ơi, trời ơi, quá thế rồi. Ngã tư anh em, ngã tư đang làm.